đây chúng ta có gì đây? Rất là nhiều các loại mô hình khác nhau đang nằm rải rác ở trên các bạn. Wow, chúng ta sẽ bắt đầu với từ phía này nha. Đây, chúng ta có gì đây? Wow, ở đây mình có một con T-Rex Tyrannosaurus chung lông bầu chúa với hàm răng rất là sắc bén luôn. Wow, các bạn thấy chung lông là vật bự cực kỳ luôn các bạn. Wow, khá là to lớn nha. Nhìn đẹp chưa kìa, với hàm răng nó cực kỳ sắc nhọn luôn. Wow, chuồng Superman T-Rex đang lao vào cắn nhau với con Ankylosaurus kìa bạn. Wow, một quái một bực bay luôn Ankylo luôn. Ôi giời, mô hình một con Massiacasaurus với cái phần bay nó một cái cánh vàng vàng nhìn rất là đẹp này các bạn. Wow, con được bấm lên lưng nữa này. Xịn chưa? Wow, mô hình của nó rất là xịn sò luôn. Wow, bấm cái nút mà nó gập gập cái đầu rất là hay luôn các bạn, xịn cực kỳ luôn. Wow, cái hàm răng há rất là lợi. Wow, và ở đây một chú Masiaka đang bước đi trong một cái thung lũng rất là rộng lớn luôn các bạn. Nhìn con khủng long nó to chưa kìa. Indominus Red nha, con Indominus Red khổng lồ luôn. Wow, các bạn thấy chưa, khủng long Indominus Red ở đây là khủng long được lai tạo ra dùng cái Velociraptor, khá là nhiều cái là khủng long khác nhau nữa các bạn. Nó nhìn nó rất là to lớn và ngầu luôn các bạn. Hồi hàm răng của nó khá là sắc bén nha. Nó rất là chắc chắn luôn, mình đang cắn chặt vào cái tay mình rồi. Ây da, một con mồi to lớn thật sự luôn các bạn. Mô hình nó rất là đẹp luôn kìa, nét quá trời nét luôn. Con Indominus Red nó bự cực kỳ luôn các bạn, nó có thể đổi màu được luôn rồi, xịn chưa. Để mình đặt nó xuống nè. Tiếp theo là một chú Iguanodon, đây là khủng long thời tiền sử với bộ móng vuốt phải nói rất là chắc chắn luôn. Chú khủng long với cái bộ móng vuốt thật kỳ to luôn, nó có hai chi sâu rất là phát triển dùng để nâng đỡ cả cái cơ thể nó lên luôn các bạn, để nó ăn những cái lá cây trên cao rất là thú vị luôn nha. Chú khủng long khá là xịn sò luôn. Wow, và con Iguanodon đang hái những cái lá cây ở trên cao, các bạn nhìn đã chưa kìa. Đây là mô hình một con cano tàu rết, chú khủng long cano của chúng ta với hai cái sừng khá là nhỏ bé đáng yêu luôn, có vẻ như một cánh tay nó bị lạc mất rồi các bạn. Bản Lego này cũng rất là đẹp nha. Wow, cái hàm răng của nó này, hàm răng rất là chắc khỏe luôn các bạn. Wow, nhìn cái sừng này hay chưa, nó có hai cái sừng rất là đặc biệt luôn, đây là điểm đặc trưng của những con cano nha các bạn. Wow, cano tàu rết đang lao vào cắn con heo rừng kia kìa các bạn. Cắn rất là chặt và ném luôn, bay luôn con trâu. Stegosaurus, mô hình chú Stegosaurus chúng ta đây rồi. Chú khủng long với cái phần gai trên lưng rất là to luôn, nhìn như những cái phiến lá khổng lồ quá các bạn. Đó, nó nhô lên những cái phiến lá khổng lồ lên này các bạn. Wow, bốn cái đuôi, bốn cái gai, và cái đuôi của nó là vũ khí phòng thủ của nó các bạn, dùng để đánh những con khủng long khác thì nó dám tiến đến để cắn nó, nó dùng như quật như nè. Nó xịn chưa. Wow, Stegosaurus sau đó đang quật cái đuôi vào những con tinh tinh khổng lồ mà ném bay một con tinh tinh đi đóng tiêu rồi kìa. Phía xa xa đây là một mô hình của một con Triceratops, chú Triceratops chú khủng long ba sừng, chúng ta có cái nút bấm rất thú vị. Mình bấm mà nó sẽ kêu một cái tiếng gầm gừ rất là hay luôn này. Đây là cũng ông ba sừng với những chi tiết trên cái phần đầu rất là xịn luôn các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa, quá đã luôn. Ông Triceratops hút quăng quay luôn chú Brachiosaurus, qua đó hút thêm một phát nữa các bạn. Quá mạnh mẽ, hai con đang đánh nhau rất là quyết liệt luôn. Ở đây là một con Therizino đang ẩn mình sau những cái tán cây này các bạn. Wow, chú khủng long sở không cái bộ móng vuốt của nó rất là dài và sắc bén luôn nè. Nó đẹp chưa kìa các bạn, khá là ngầu nha. Wow, cái móng vuốt của nó này nằm rất là đau luôn, ui cái miệng nó mở ra được luôn này, hay chưa. Hai chú Therizino đang tranh giành con cá sấu và một con rắn khổng lồ kìa. Và chúng ta bắt được một chú họ xưa, một chú cấu trúc các bạn. Của hồ bùi cấu trúc với bộ mặt nó dính một cái xanh lá cây gì đó các bạn, không sao thì mình rất là dễ thương luôn. Mọi chú cấu trúc này khá là đẹp nha. Chú cấu trúc này đẹp chưa kìa, rất là nét luôn. Chú cấu trúc đang cố gắng leo vượt qua một bức hàng rào rất là to lớn luôn. Wow, nó leo qua được cả một cái hàng rào luôn kìa, xịn chưa.
một sư tử chúa sơn lâm, nhưng mà nó bị phai bớt cái màu đi rồi các bạn. Tại chúa sơn lâm chúng ta nhìn khá là đẹp nha. Wow, cái phần bờ của sư tử nó là một thứ đẹp nhất trên thế giới luôn các bạn. Các bạn thấy tên hồng ấy nhìn rất là đẹp luôn. Wow, một chú sư tử đã trốn thoát khỏi được cái sở thú và đang chạy săn mồi đi các bạn. Wow, wow, mẫu hình một con Raichu chú khủng long cổ dài của chúng ta đây. Chứ cái cổ khá là dài luôn các bạn. Wow, cổ phải nói rất là dài luôn nha. Khủng long cổ dài cực kỳ to lớn, có trọng lượng lên đến 27 tấn. Thứ 27 tấn là to lớn nó cỡ nào luôn các bạn, bự cực kỳ luôn. Nhìn con Brachiosaurus nó to lớn chưa kìa các bạn, đi rất là chậm luôn nha, con khủng long to thật sự luôn. Brachiosaurus cũng là với cái đầu khá là cứng này các bạn. Wow, cái phần xung quanh đầu của nó nhô lên cái cục trần trào nhìn rất là cứng luôn. Nhìn khá là ngầu luôn nha. Wow, bộ hình con Brachiosaurus khá là to lớn luôn mà đẹp. Nhìn nó bự chưa kìa các bạn. Con Brachiosaurus đang bị một con Brachiosaurus hất tung và bay luôn ấy kìa các bạn, quá mạnh mẽ. Ở đây mình có một chú Amaga đây các bạn, mô hình chú khủng long Amaga nha. Ui, những cái gai trên lưng của nó mọc lên rất là nhọn và dài ra luôn. Ngầu chú khủng long nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, nhìn thấy ngầu chưa. Wow, mô hình của Amaga rất khổng lồ thật sự luôn, thuộc họ những cái con khủng long cổ dài các bạn. Oh, và con Amagasaurus to chưa kìa, những cái gai trên người của nó nhìn rất là gai góc, nhìn đã thật sự luôn. Đây là một con T-Rex Tyrannosaurus, chú khủng long khổng lồ thời tiền sử, T-Rex khủng long bạo chúa đi. Wow, các bạn nhìn cái phần lưng của nó kìa, có những cái bằng bằng nhìn như một cái con hổ các bạn, nhìn rất là đẹp luôn á. Khá là ngầu nha. Wow, mô hình con này rất là to lớn và đẹp luôn. Wow, và Superman T-Rex đang lao vào cắn chặt một con Dilophosaurus và nó hạ gục luôn kìa. Ôi, chúng ta có gì ở đây đây, một con khủng long bạo chúa khổng lồ luôn, cái mô hình nó to lớn cực kỳ luôn nè các bạn. Ôi, nhìn nó bự chưa kìa. Wow, ôi da, đây nó miệng rất là to đúng không? Ui, con khủng long nó khổng lồ luôn kìa. Rất là xịn luôn, con khủng long to lớn cực cự luôn, cái mô hình các bạn bự quá trời bự luôn nè. Con T-Rex đang thưởng thức một cái bàn thức ăn đầy thịt luôn, nhìn đã thật sự luôn. Đây, trả lại như cũ nào, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với chú hươu cao cổ đây. Wow, đây là mô hình của hươu cao cổ, hươu có thể cao lên đến 5,5 mét và nó rất là cao nha các bạn. Nghe cổ nó khá là dài luôn các bạn, đẹp quá trời luôn. Và chú hươu cao cổ đang chạy rất là nhanh, có vẻ đây là một hươu cao cổ con các bạn, nhìn khá là dễ thương ấy nhờ. Wow, Spinosaurus mô hình chú khủng long với cái phần quay lưng khá là dài. Ai da, nó rớt rồi các bạn, không sao. Chú khủng long với phần quay lưng mà nó rất là cao luôn các bạn, có thể cao lên đến 12 mét nha. Các bạn phải biết 12 mét nữa to lớn cỡ nào rồi các bạn, cực kỳ to và bự luôn. Cái hàm răng của nó khá là chắc chắn luôn các bạn. Rồi, nhìn nó xịn chưa này. Con Spinosaurus đang lao vào cắn một con tinh tinh, ném một cái cục gì nó màu xanh xanh đi kìa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nào. Đây chúng ta có gì ở đây? Triceratops, mô hình của khủng long ba sừng này các bạn. Đây là con tam giác long nha. Wow, mình bóp và nó kêu này, rất là thú vị luôn. Chứ khuôn lông ba sừng với cái khuôn mỏ nó rất là giống một chú chim đại bàng các bạn, nhìn rất là đẹp. Và chú Triceratops đang đứng gần một cái cánh cổng khổng lồ luôn. Wow, nhìn đã chưa. Mosasaurus tương long mô hình này nó khá là nhỏ và đáng yêu nữa. Wow, mô hình con thương long nhìn rất là đáng yêu luôn này. Cả cái miệng nè, nhìn rất là hiền hậu luôn. Wow, cái mô hình con thương long nhìn dễ thương thật sự luôn các bạn. Đấy, xịn chưa? Nhìn rất là đã luôn. Wow, con Mosasaurus nó phát sáng trong cái màn đêm, nhìn nó ngầu chưa kìa các bạn, cái miệng nó như thạch anh. Wow, và xa xa là một chú Pentaceratops, đây là loài khủng long với ba cái sừng khá là dài luôn. Trời, cái khuôn mặt của nó nhìn như một cái chiếc khiên khổng lồ đang nhô lên bảo vệ cái phần đầu các bạn.
Đó, nhìn nó đẹp và chi tiết chưa kìa các bạn, khá là đẹp luôn. Wow, nhìn nó đã chưa, mô hình con Penta Ceratops khá là ngầu. Wow, và con Penta Ceratops kìa, nhìn cái đầu nó nhô lên như một cái tấm khiên khổng lồ, nhìn đã chưa kìa các bạn. Ở đây chúng ta có cả một chú Stegosaurus đây các bạn. Của hầu chú khủng long với cái phần gai trên lưng của nó chảy dài rất là ngầu luôn. Ấy da nó gần cầm rất con mấy con này khó các bạn. Các bạn nó khá là trơn nha. Đó, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Cái gai trên lưng của nó nhìn như những cái phần lát cây khổng lồ lên cái lưng các bạn, phình ra rất là to lớn. Ui nhìn nó đầu ngầu thật sự luôn. Và cuộc chiến giữa Raichu và Stegosaurus đang diễn ra rất là dở và nó bị đá vào mông rồi. Ây da, có gì có vẻ con Raichu đã chiếm thế được phòng. Wow, ở đây chúng ta có cả một chú nai với cái màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp đó các bạn, khá là mềm luôn nha. Đó, đẹp chưa kìa. Wow, cái sừng của nó này nhìn như cái gì á, những cái gai xung quanh nó nhô ra đẹp quá luôn các bạn. Wow, đây là loài nai sừng lá nha. Chúng ta có cả một cái con nai sừng lá với cái sừng nó phình ra nhìn ngầu chưa kìa các bạn, bự thật sự luôn nha. Wow, chúng ta có gì đây? Ở đây là một mô hình một chú chó sói các bạn. Wow, mô hình con chó sói nhìn khá là khó thấy luôn. Đấy, tại vì cái phần miệng của nó làm rất là không có được chi tiết cho lắm nha. À, nhìn chú chó sói nhìn tưởng chó rừng không các bạn. Đây, mém miếng tưởng chó rừng rồi. Wow, chú chó sói chúng ta đang bơi trong cái làn nước quá, nó bơi xuyên qua một con hạt đào luôn các bạn. Cả mập thời tiền sử Megalodon của chúng ta đây rồi, đây là con mập to lớn nhất thời tiền sử luôn các bạn, với cái hàm răng cực kỳ chắc chắn luôn, chuyên săn bắt những con cá răng phiến các bạn. Đứt tay để ở hai con sẽ cắn nhau miết luôn. Đó, các bạn nhìn thấy giờ mô hình Lego cá mập Megalodon khổng lồ đang cặp cặp cái miệng này, khá là thú vị nha. Một chú cá mập trắng đang bơi trên cái mặt nước, nhìn nó đã chưa kẹt ngầu quá chứ ngầu luôn. Và đây là Indoraptor, mô hình chú Indoraptor với cái hàm răng khá rất là to luôn. Cặp mắt đỏ rực kia kìa các bạn. Các bạn thấy cặp mắt nó đỏ rực luôn này, những cái gai chung quanh đuôi của nó nữa này, xịn thật sự luôn. Chú Indoraptor đang trong tư thế săn bồi và không, nó nằm xuống nó nghỉ ngơi luôn các bạn, nó không săn bồi nữa rồi. Con Indominus Rex được lai tạo ra đây, đây là khủng long được lai tạo giữa rất là nhiều các loài khủng long khác nhau luôn. Cặp mắt của nó đỏ rực đây này. Cái gai của nó chảy dài đến tận đuôi luôn các bạn. Đây là khủng long có thể thay đổi theo cái màu sắc của môi trường các bạn, để nó thích nghi với môi trường mà nó săn mồi các bạn, rất là thông minh luôn. Indominus đang lao vào cắn con Giganotosaurus, nó cắn chặt con Giga luôn các bạn. Hai con này diễn là cắn đầu rất là dữ dội. T-Rex Tyrannosaurus này các bạn. Wow, mô hình con T-Rex nhìn khá là đẹp nha. Nhìn tưởng lúc đầu mình cứ tưởng đây là con Giga không thôi, tại vì nó không có gai ở đây mà mới biết nó là T-Rex đó các bạn. Nhìn rất là giống Giganotosaurus luôn. Wow, Tyrannosaurus đang đi cùng nhau các bạn, nhìn nó to chưa kìa, bự gấp mấy lần con ra Styracos luôn. Wow, và đây là Carnotaurus các bạn, mô hình con Carnotaurus nhìn rất là đẹp này các bạn. Chú khủng long với hai cái phần gai trên cái đầu nhô lên. Đó, nhìn xịn chưa? Có vẻ khá là nhỏ bé đáng yêu nó tọt luôn các bạn. Con Carnotaurus đang lao vào cắn chặt một con trâu nước và nó hạ gục cả một con trâu luôn kìa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Parasaurolophus. Đây là loài thằn lằn thời tiền sử nha các bạn. Wow, đây là chú khủng long thuộc họ thằn lằn chim màu gần, nhìn rất là đẹp luôn. Ngầu chưa kìa các bạn, cái phần đầu nhàu gà nhô lên này. Chú Parasaurolophus phát sáng trong cái màn đêm, nhìn ngầu chưa kìa các bạn, quá là đẹp luôn nha. Và đây là một con Marsiacasaurus, mô hình con Marsiacasaurus nó phát sáng rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa. Gai nó chảy dài từ đầu đến tận đuôi luôn, nhìn khá là ngầu nha. Sự luôn, nó phát sáng như cái ánh sáng dạ quang đó các bạn. Tại cái này quang như bóng tối rồi, sáng chực luôn á. Chú Masiaka nhìn như con Gia sao lông ấy các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, nhìn như con cá sấu ấy. Đây là một mô hình con Raikouret. Wow, chú Raikouret rất là đẹp luôn, với cái phần đầu nhô lên một cái cục như một cái mái vòm ấy các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn, còn cái gai trên đầu của nó kìa. Đây là khủng long thuộc họ của
Apache Cephalosaurus, các bạn thấy khủng long có cái đầu khá là cứng á. Nó có một cái màu Lego xanh đỏ rất là ngầu luôn. Ôi, chú Dracoles đang ẩn mình dưới nước để tránh những cái con thú khủng long săn mồi khác đó các bạn. Ôi, nhìn nó đẹp chưa kìa, màu sắc y hệt như màu nước luôn. Ở phía xa xa là một con T-Rex. Tyrannosaurus màu đỏ, wow, nhìn cái ánh đỏ em ơi, nó kìa có những cái lằn màu đen nhìn khá là đẹp luôn. Chú T-Rex khổng lồ, ui nhìn nó ngầu thật sự luôn, đây là khủng long bạo chúa nha các bạn, rất là to lớn và đẹp luôn á. Nhìn đẹp chưa kìa. T-Rex đang cầm gừ với con Styracoid kìa các bạn. Ây da. Indoraptor, và trên tay mình là một mô hình Indoraptor rất là ngầu luôn. Chúng ta làm được lai tạo dùng Velociraptor và Indominus Rex luôn các bạn. Nó có khả năng cảm nhận được cái thiên nhiên ở trong bóng tối để nó săn mồi luôn nha, rất là xịn luôn. Nhìn những cái gai trên người của nó có những ảnh vàng rất là đẹp luôn. Cái hàm răng nó là rất là chắc chắn nè, chắn rất là đau luôn. Cái gai trên tay của nó khá là cứng nữa chứ, khá là nhọn luôn á. Của Indoraptor đang gầm gừ với một con Indominus Rex, các bạn nó đang chuẩn bị lao vào cắn nhau đó các bạn. Chú voi các bạn, con chú voi này nó có cái hình ngà khá là to này. Cái voi nó lại khá là chĩa lên cao luôn, nhìn rất là đẹp luôn, chú voi khá là ngầu nha. Những cái vết lằn trên người của nó phải nói là rất là chắc chắn luôn các bạn, nhìn rất là đẹp luôn á. Và chú voi đang ở trong một cái sở thú của rất nhiều người coi chú voi, thì có vẻ chú voi khá là nổi tiếng đó nha. Đây chú Brachiosaurus, chú khủng long khổng lồ với cổ rất là dài luôn nè các bạn, cái cổ nó dài cực kỳ luôn. Nhìn cái người nó kìa, có những cái lằn trên người nó làm rất là chân thật và nét luôn. Chú khủng long có thể nặng lên đến 27 tấn, cực kỳ to lớn luôn. Con Brachiosaurus khổng lồ nó đang đi cùng nhau, nó to lớn chưa kìa các bạn. Ankylosaurus, và đây là cái mô hình con Ankylosaurus với những cái gai xung quanh nó như một cái lớp áo giáp bảo vệ đó các bạn, rất là xịn luôn nha, nhìn nó chắc chắn lắm các bạn, thôi nhìn nó to lớn thực sự này, ngầu chưa kìa. Và đây là một con Ankylosaurus khổng lồ, nó đang ăn những cái lá cây, nhìn nó đã chứ kìa, wow, gai không là gai trên người. Bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển qua bên đây, chúng ta sẽ coi những khủng long bên đây là gì thế nào. Đây là một con Dilophosaurus, mô hình chú Dilophosaurus với hai cái sừng này. Đấy, chú Dilophosaurus này sẽ có hai cái cục này nhỏ lên nha, đó. Không có khủng long nào có đâu. Cái điểm rất đặc biệt đây, cái phần mang của nó này làm rất là mờ luôn, khá là khó nhìn thấy luôn đó chứ. Con Dilophosaurus phải nói là rất là ngầu luôn, cái hàm răng của nó là rất là sắc bén luôn các bạn. Khi mà nó gặp đối thủ nó sẽ phình lại cái mang của nó ra và nó chạy. Nó thường nó tập con nhỏ hơn nó mới ăn thôi. Chú Dilophosaurus đang chạy rất là nhanh trên một cái thảo nguyên rất là rộng lớn luôn kìa. Và đây là mô hình một chú tê giác hai cái sừng. Hai cái sừng nó to lớn chưa kìa các bạn, khá là nhọn nha và chắc chắn luôn. Wow, cái mô hình tê giác đẹp thật sự luôn. Sở hữu một cái lớp da rất là dày luôn các bạn, bự cực kỳ. Con tê giác nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn, cái lớp da trên người nó như cái lớp giáp khá là dày vậy. Con Rachio này nó lại có cái màu đỏ nhìn rất là đẹp nè các bạn. Có ánh bạc xung quanh cái phần bụng nó này, nhìn xịn chưa kìa. Nhìn cái ánh bạc xung quanh bụng này, cái phần cổ thì khá là dài luôn các bạn, rất là to lớn luôn nha, nó không có nhỏ đâu, chứ khủng long cực kỳ to lớn và vĩ đại. Chú Rachiosaurus đang bước đi kìa các bạn, nhìn nó đi chậm chưa kìa. Và đây mô hình con Dilophosaurus chúng ta đây, đây phiên bản này các bạn nhìn lấy chi tiết hơn nữa các bạn. Hai cái màng nó phình ra nè, xịn chưa. Các bạn thấy phần màng của nó phình rất là to lớn ra luôn các bạn, nhìn nó đẹp thật sự luôn. Của khủng long phải nói là rất là ngầu luôn, với hai cái màng rất là to đây. Nhìn đẹp quá trời luôn. Và chú Dilophosaurus đang thưởng thức cái bữa ăn ở trên một cái bàn tiệc đầy thịt luôn, quả là sướng sướng luôn. Chú T-Rex màu xanh của chúng ta, phiên bản đặc biệt Lego các bạn. Nó có cái ánh vàng ngay con mắt, cái thần lưng của nó kìa. Những cái ánh vàng được mạ vàng lên luôn các bạn, thấy giàu có chưa, chứ khủng long khá là giàu luôn, xịn sò thật sự luôn. Rất là giá trị luôn các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Tiếng gầm rất là lớn của con T-Rex luôn, làm ảnh hưởng nó khá nhiều con khủng long khác, nó bỏ chạy rồi kìa.
Đây là một chú Giganotosaurus chứ khủng long với cái phần gai trên lưng với đầu rất là ngầu luôn. Đây là kẻ thù của con T-Rex đó các bạn, cũng là kẻ thù của khủng long bạo chúa nha. Với cái phần miệng nó có hình chữ nhật, hình vuông gì đó nhìn rất là lạ luôn. Đó, nhìn nó ngầu chưa? Chú Giganotosaurus kẻ thù của con T-Rex nhìn nó ngầu chưa kìa. Đó, nhìn đã chưa kìa. Styracosaurus chứ khủng long với cái khuôn mặt năm sừng của chúng ta đây rồi. Đây, cái sừng nó khá là mềm luôn các bạn. Đấy, các bạn biết là sừng là năm sừng không? Nó sẽ có năm cái sừng nhỏ này nè. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, thấy chưa? Đủ 5 cái sừng luôn nha, đó. Đấy, nắm cái đuôi và nó gật cái đầu lên rất là thú vị luôn. Nhìn hai cái điểm mặt trời trên đầu con Styraco nhìn khá là đẹp đấy các bạn. Đấy, nhìn nó ngầu chưa kìa, ngầu chưa? Wow, ném xíu của mình bỏ qua chú khủng long Triceratops này các bạn. Đây là thuộc họ, đây là loài khủng long mà chúng ta thường thấy nhất trong những bộ phim thế giới khủng long nha. Đó, chú khủng long với ba cái sừng khá là mềm luôn các bạn. Wow, cái mô hình nó rất là mềm nha. Bóp rất là nhẹ luôn nè. Đó, cái khuôn mặt hình tròn rất là xịn. Ồ, con Triceratops đang lao vào hút nhau với con Ankylosaurus, hai con này. Wow, bị một cái chùy vô con mặt rồi. Canotaurus của chúng ta đây rồi, mô hình chú Canotaurus với hai cái sừng khá là nhỏ và đáng yêu luôn các bạn. Đó, nhìn những cái gai của nó kìa rất là chi tiết luôn, với hai cánh tay khá là nhỏ luôn nha. Cái gai trên người của nó khá là dài luôn các bạn, đẹp chưa kìa. Ở đây là một con Gigantosaurus khổng lồ, hai con nó đang đi cùng nhau kìa, nhìn nó ngầu chưa kìa. Wow, ở phía xa xa mình thấy được một con cá sấu khổng lồ thời tiền sử Deinosaurus chết. Đây là loài cá sấu sống ở những cái đầm lầy các bạn. Đó, nó sẽ đợi những con khủng long khát nước lại uống nước và nó sẽ bất ngờ lao lên và nó cắn chặt con khủng long các bạn. Còn hầu cái hàm răng nó rất là chắc chắn luôn, với sở hữu cái bộ hàm đó nó là cực kỳ khủng khiếp. Còn chú cá sấu đang quẩy đuôi trong cái làn nước, wow, bơi rất là nhanh luôn kìa các bạn. Wow. Thương long Mosasaurus khổng lồ. Wow, nữa có cái dây vậy nè. Đây, cầm nữa. Cái dây khá là khó cầm nè. Đây, không cầm cái dây các bạn. À, hey, chú thương long chúng ta sở hữu một cái làn gai trên lưng, nó như một cái lưỡi cưa các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Y hệt những cái lưỡi cưa luôn, cái miệng há rất là bự này. Đó, nhìn nó khá là ngầu luôn, cái hàm răng của nó là rất là chắc chắn, cắn rất là đau. Cắn đau quá các bạn. Và cùng Mosasaurus với những cái chấm phát sáng trên người kìa, nhìn nó đẹp chưa? Nhìn nó bơi quá là ngầu luôn. Mentaceratops. Đây các bạn coi biết chú khủng long này rồi, chú khủng long này rất là giống khủng long ba sừng luôn. Nhưng mà cái phần đầu của nó nhô lên như một cái tấm khiên khổng lồ luôn, mà trong cái mô hình này nó lại có một cái màu đỏ đen rất là ngầu luôn nè các bạn. Đẹp chưa kìa, quá là ngầu luôn nha. Wow, con Mentaceratops nó to lớn thật sự luôn các bạn, cái phần sừng của nó nhô lên đã chưa kìa. Wow, và đây là con T-Rex các bạn, mô hình chú T-Rex nhìn rất là dễ thương luôn. Wow, nhìn nó hiền chưa kìa, và kìa cái khuôn mặt nó vàng, bấm cái nút là hết vàng thấy chưa. Đấy, nó dễ thương lại ngay, bấm lại là rất là vàng mạnh luôn, đấy, rất là vui. Chú T-Rex khổng lồ đang gầm gừ các bạn, ơi nhìn nó bự chưa. Đây là gì đây? Rachio. Wow, chúng ta có phiên bản Lego của Rachio đó các bạn. Wow, cái khuôn mặt của nó cười rất là thân thiện luôn này. Nhìn cái mặt nó cười rất là tươi luôn, cực kỳ thân thiện luôn nha. Đấy, nhìn rất là hiền luôn này các bạn. Đó, cánh cổng khổng lồ mở ra và bước chân của một con Rachio đang bước ra rất là chậm luôn, có vẻ nó bước đi rất là lâu, nên chúng ta sẽ tiến hành con khác nào. Xa xa là một con Amagasaurus, mô hình chú Amagasaurus với những gai trên lưng các bạn. Đó, khá là nhỏ luôn nha, nhô ra kìa, nhìn xịn chưa. Đó, con Amaga của nó rất là ngầu luôn á. Loài Amaga là một loài thuộc họ của Rachio các bạn, cũng lông cổ dài nên nó bự chưa kìa, gai không là gai trên người. Velociraptor với cái miệng há rất là to nè các bạn. Mô hình con Velociraptor với cái làn chảy dài màu xanh, chảy dài tận đuôi luôn. Đó, phiên bản Blue rất là đặc biệt luôn. Ai xem thế giới khủng long sẽ biết được chú khủng long này rất là thông minh luôn. Wow, một bầy Velociraptor đang bay bắt con Giganotosaurus kìa. Wow, hạ gục luôn cả một con đây là một mô hình con T-Rex. Đây là một phiên bản Lego sẽ thiết kế theo kiểu Lego của con T-Rex trong 1993 đó các bạn. Bộ phim thế giới khủng long 1993 nha. Y hệt luôn các bạn, màu sắc của nó này quá giống luôn.
chú Styrano với cái màu nâu nhìn khá là đẹp đẹp uống nước kìa các bạn. Đã chưa? Tiếp theo là Triceratops màu tím. Wow, mô hình chú Triceratops cũng lông ba sừng, tam giác lông với cái sừng này vàng rất là lạ luôn. Đẹp quá luôn các bạn, mô hình nó rất là ngầu luôn nha. Bầy Triceratops đang tiến ra khỏi cái lồng ấp khổng lồ luôn kìa, nhìn nó to lớn chưa. Và đây là mô hình một con Ankylosaurus chứ khủng long với bộ gai của nó rất là dài luôn các bạn. Nhìn bộ gai nó hầm hố hơn con Ankylosaurus luôn các bạn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa. Gai khá là nhậu, cặp mắt đỏ rực luôn nè. Và con Ankylosaurus nó bị con Giga cắn một nhát rồi kìa các bạn. Đói, nó bị một cái vết thương trên người rồi kìa. Velociraptor, mô hình chú Velociraptor nhìn khá là hiền luôn. Đấy, mém đầu mình tưởng đây là một chú T-Rex vì cái màu sắc của nó, mà không, chú T-Rex nó không có móng chân quỳnh nên là vậy đâu. Cái Velociraptor đó các bạn, đây là con lông chạy rất là nhanh luôn. Và chú Velociraptor đang chuẩn bị lao lên con Parasaurolophus và nó cắn một nhát rồi các bạn. Wow, nó mạnh chưa kìa, dám bay. Mô hình Amagamasiakasaurus các bạn. Wow, chúng ta có cả một mô hình Masiaka với cái miệng há rất là to đây. Nó có cái nút bấm rất là thú vị luôn. Bấm một cái bấm vào nó sẽ gật gật cái đầu luôn các bạn, như con Masiaka màu đỏ hồi nãy luôn đây. Thú vị chưa. Masiaka, một bầy Masiaka đang đứng nhìn nhau, có vẻ thấy một con Tyrannosaurus ở phía xa xa các bạn. Ở đây có cả mô hình một chú Spinosaurus khổng lồ luôn các bạn. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa, với phần quay lưng của nó kìa, nhìn rất là xịn luôn, khá là ngầu nha, như một cánh đường khổng lồ ấy. Nhìn đẹp thật sự luôn. Captain Pino đang bắt rất là hay luôn. Wow, Giganotosaurus quân hà phiên bản lần này nó có mấy màu xanh dương các bạn à. Đấy, nhìn cái gai trên người đó kìa. Nhìn đẹp chưa kìa các bạn, cái gai nó chạy dài đến tận cả đuôi luôn nha, khá là cứng luôn ấy. Nhìn Giga nó nằm nghỉ dưỡng kìa các bạn, sau khi nó cắn con Ankylosaurus và nó nằm nghỉ dưỡng đó kìa. Denonychus, đây là con lông sữa, một cái lớp lông vũ mà nó là rất là dài luôn các bạn, nhìn như một cái chú chim khổng lồ ấy, loại khủng long có cánh lại không thể bay đấy các bạn. Loại nhìn rất là đẹp, nó khá là nhỏ. Nhìn con Denonychus như một con đại bàng ở dưới mặt đất đó nha, bộ lông vũ quá là đẹp luôn. Wow, và các bạn chúng ta còn khá là nhiều luôn các bạn. Đấy, khá là nhiều các loại khủng long khác nhau luôn đây. Đó, nhiều chưa kìa các bạn.